Thông tư 06 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về việc áp dụng các phương thức cho vay nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau. 1. Cho vay từng lần. 2. Cho vay hợp vốn. 3. Cho vay lưu vụ. 4. Cho vay theo hạn mức. 5. Cho vay theo hạn mức dự phòng. 6. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. 7. Cho vay quay vòng. 8. Cho vay tuần hoàn. 9. Các phương thức cho vay khác được kết hợp các phương thức cho vay quy định từ 1 đến 8, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay.